Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 15 tháng 8 năm 2010. Tập 116. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 136. Dòng thứ nhất, xem từ câu thứ hai: Bồ Tát Năng Quả. Xem từ chỗ này, Bồ Tát Năng Quả vô lượng thân ứng hiện di trần sát, vô hữu trụ sinh, vô hữu trầm như điện kích không trung, vô sở tùng lai, khứ vô định tức, Bồ Tát bình đẳng, vô hữu tiên thần, hậu bỉ đẳng phân biệt tâm, như điện quang chiếu dật, vô bỉ thử tiên hậu phân biệt. Đây là ý nghĩa trong hồi sơ. Ý nói các vị Bồ Tát tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ lần này của Đức Thế Tôn, số lượng vô lượng vô biên, đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Trí huệ, thần thông và đạo lực của những vị ấy bình đẳng với chư Phật Như Lai. Trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta đã thấy điều ấy, chỉ là tập khí vô thủy vô minh còn chưa đoạn sạch. Nhưng trí huệ, thần thông và đạo lực giống như chư Phật Như Lai, vì thế các ngài có năng lực quá thân, quá bao nhiêu thân, vô lượng, vô số, vô tận thân tướng, ứng hiện trong di trần sát độ, vi trần tra thủ. Câu nói này khiến cho chúng ta thật sự thấu hiểu những người ấy. Tức là những người trong cõi thường tịch quang và cõi thật quang, năng lực cảm ứng quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Thật đấy chẳng giả đâu. Chúng sanh trong các cõi nhiều như vi trần có cảm, các
các ngài đều có thể ứng. Cũng rất có thể là thế giới của chúng ta trong hiện thời chính là một cõi nước nằm trong một hạt di trần. Bọn phàm phu chúng ta chẳng biết chân tướng rốt ráo. Hơn nữa, cõi nước đúng như cổ đại đức Trung Quốc đã nói, lớn chẳng ra ngoài, nhìn từ chỗ lớn, hiện thời gọi là thế giới dị môn, sẽ thấy thế giới chẳng có ngàn mét, chẳng có ranh giới, vô cùng lớn. Nhìn từ chỗ nhỏ, nhìn vào vi trần, trong một mảy vi trần có quả nhân, trong cõi nước ấy lại có vi trần, trong vi trần lại có cõi nước. Cái nhỏ chẳng ở trong, chẳng tìm được cái nào rốt cuộc ở bên trong. Lớn là vô lượng vô biên, nhỏ là vô cùng vô tận. Đó là gì? Đấy là tự tánh. Tự tánh chẳng thể nghĩ bằng. Như Lai cùng các vị đại sĩ, Như Lai và các vị đại sĩ đã chứng đắc tâm tánh viên mãn, đã minh tâm kiến tánh. Sau khi đã kiến tánh, chúng ta hỏi các ngài có trụ xứ hay không? Chẳng có. Nếu nói thật với quý vị về trụ xứ, thì chỗ nào cũng đều là thường tịnh quang. Cho nên chẳng có trụ xứ. Nơi nơi đều là quang thật bảo. Cõi thật bảo chẳng có nơi chủ nhất định. Nam mô. Chúng sanh trong người pháp giới có trụ xứ. Các trụ xứ ấy do đâu mà có? Chúng ta hiểu từ trong ý niệm sanh ra huyền tướng, hoàn tượng và cảm nhận sai lầm. Đây mới là chân tướng sự thật. Không có trụ xứ, nhưng chính mình chấp trước có trụ xứ. Không có nơi chuẩn mà chấp trước có nơi chuẩn. Các đại sĩ thấy đều buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật đã nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, vô hữu trụ xứ chính là vô sở trụ xứ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã kiến tánh rồi, trụ vô sở trụ. Vô hữu trầm tích, trầm tích chính là điểm báo trước. Ngài đến chẳng có dấu hiệu báo trước, Ngài rời khỏi cũng chẳng có dấu hiệu báo trước. Không từ đâu đến, mà cũng chẳng đi về đâu.
chẳng có dấu vết. Ở đây nêu lên một ví dụ, như điện tiếp không trung, tia chớp, trời đổ mưa, chúng ta thấy tia chớp. Tia chớp do đâu mà có? Trong một sát na, ánh sáng ấy chẳng còn nữa. Nó đến nơi đâu? Chẳng từ chỗ nào đi, mà đi cũng chẳng có tung tích. Bồ Tát ứng hóa trong đại thiên thế giới, ứng hóa trong mười pháp giới, giống như chớp lóe trong không trung. Hiện tượng này xuất hiện trong sát na. Nói thật ra, ứng thân của Phật Bồ Tát là như thế. Thân của chúng ta, trong mười pháp giới hoặc trong lục đạo chúng sanh, được là nghiệp báo thân. Các ngài chẳng có, các ngài là hệ chúng sanh có cảm, bèn tự nhiên ứng hiện. Cảm ứng đạo giáo, trọn chẳng sai hời. Cảm lúc nào bèn ứng lúc đó, chẳng bỏ lỡ lần nào, chẳng có mảy may bỏ lỡ. Chúng sanh trong lục đạo hay trong mười pháp giới, bị nghiệp lực lôi kéo, tâm quý vị ô nhiễm, chẳng thanh tịnh, quyết định sanh trong lục đạo luân hồi. Tâm địa thanh tịnh, tịnh mà chẳng nhiễm, chắc chắn là quý vị sanh trong bốn thánh pháp giới. Bốn thánh pháp giới là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục đạo là uế độ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là nói về thế giới Sa Bà. Trong uế độ là lục đạo, có thiện có ác, thiện tâm thiện hạnh, sanh trong tam thiện đạo. Nói thông thường, thiện đạo, thiên đạo, A Tu La đạo, A Xu Lô đạo và nhân đạo được gọi là tam thiện đạo. Trên thực tế, Đức Phật đã nói về A Tu La rất rõ ràng. Ngoài trừ địa ngục không có A Tu La. Bốn đường khác đều có A-tu-la. Thiên có A-tu-la. Ba đường kia, nhân đạo có A-tu-la. Súc sanh có A-tu-la. Quỷ có A-tu-la. Trong lục đạo, bốn đạo ấy đều có A-tu-la. Chỉ có địa ngục là không có. Thiên A-tu-la được coi như thiện đạo. Ngoài ra, nhân gian A-tu-la, súc sanh A-tu-la, ngã quỷ A-tu-la đều chẳng thể xem là thiện đạo. Chỉ có Thiên A-tu-la được kể là thiện đạo. Đối với tam thiện đạo và tam ác đạo, tâm hạnh bất thiện, cảm ứng tam ác đạo, tâm hạnh thiện, cảm ứng tam thiện đạo,
Tiêu chuẩn thiện là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo do Đức Phật đã giảng. Đó là tiêu chuẩn. Vì thế Đức Phật khuyên chúng sanh chẳng thể không tu thiện. Không tu thiện thì đời sau sẽ vào tam đồ. Tam đồ quá khổ. Thái khổ là. Tuy Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới, đặc biệt là trong lục đạo, chúng ta đang ở trong lục đạo. Tâm Bồ Tát bình đẳng, thanh tịnh, tuy Bồ Tát có ứng, nhưng Ngài trước nay chẳng khởi tâm động niệm. Vì thế nói, vô hữu tiên thử, hậu bị đẳng, phân biệt tâm. Ngài giống như mặt trời chiếu khắp đại địa, chẳng có phân biệt, thứ gì cũng chiếu tới. Chúng ta có nghiệp chướng, tuy mặt trời rạng rỡ cũng chiếu chẳng thấu. Nghiệp chướng gì vậy? Quý vị trốn trong phòng, mặt trời chẳng soi thấu. Quý vị ra cửa che dù, mặt trời cũng chẳng chiếu tới quý vị. Đó là chính quý vị có nghiệp chướng, bị chướng ngại. Chẳng phải là mặt trời không chiếu quý vị, mà là quý vị chẳng muốn nó chiếu thấu. Phật Bồ Tát thị hiện trong mười pháp giới, giống như thế đó, chiếu khắp hết thảy chúng sanh, như điện quang chiếu vật, vô bị thử tiên hậu phân biệt. Vì sao? Ngài đã chứng đắc giảng sự giảng vật trong khắp pháp giới, hư không giới và chính mình là một thể. Một thể đương nhiên chẳng có phân biệt đây kia trước sau, một thể mà. Đối với cảnh giới này, người học Phật chúng ta phải phát tâm. Các ngài đã chứng đắc, chúng ta cũng phải nên chứng đắc. Đó mới là đúng. Tiếp theo đó có chú giải. Quan lão cư sĩ chú giải. Thượng dân Bồ Tát nhất niệm đều được nói trong phần trước. Thượng dân là trong phần trước đã nói, một niệm của Bồ Tát phổ chí thập phương, tức là khắp pháp giới hư không giới. Một niệm trọn khắp pháp giới. Cố kỳ thần tốc, siêu quả quang tốc vô lượng ức bội. Chắc chắn không phải là tốc độ ánh sáng, hoặc tốc độ của tia chớp có thể sánh bằng. Điều này giống như điều thứ nhất trong phần thị tam biên, trong vọng tận hoàn nguyên quan. Một niệm vừa mới động bèn trọn khắp pháp giới. Ý nghĩa trọn khắp pháp giới tương ứng với những điều kinh điển đã nói. Vô lượng vô biên thế giới, cho đến di trần sát độ, nhà Phật thường nói là mười phương sát độ, di trần pháp giới, mười phương cõi năng là thế giới vĩ mô. Di trần pháp giới, di trần pháp giới là thế giới vĩ mô.
một niệm tới khắp, thấy đều đạt đến. Thông thông đạt được. Đó là nói về chuyện hóa hiện thân mình giống như ánh chớp. Kinh Kim Cang nói vô trụ sanh tâm. Do câu này, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đại triệt đại ngộ. Hãy nên không trụ vào đâu mà sanh tâm. Hai câu kế tiếp trong Chánh Kinh là lìa khỏi sự trói buộc của kiến giải. Liệt ma kiến vọng, mổ chiên vọng, giải trừ triền phục. Triền là chữ triền trong triền nhiều. Liệt giả, phá giả. Lời chú giải cho biết liệt là phá, ma giả. Mổ trí độ luận viết, trí độ luận viết, đoạt huệ mạng, đoạt huệ minh, hoại đạo pháp, công đức thiện bộ, công đức sanh bản, thị cố, sư cố, danh gì mà, miệng vị mổ. Trên thực tế, ma có nghĩa là giết ma, trê mổ the ý. Có người bị dùi dẫn, đau đớn chẳng thể chịu, thông khổ bất khan. Lương Vũ đây cảm thấy dùi dẫn còn đáng sợ hơn quỷ, nên đối với chữ ma, phía dưới chữ ma vốn là chữ thạch, bỏ chữ thạch đổi thành chữ quỷ, cải thành một quỷ, ngụ ý mô quỷ, sự dùi dập giống như ma quỷ. Chữ này do Lương Vô Đế sáng chế, trong cổ từ Trung Quốc chẳng có. Trước thời Lương Vô Đế không có chữ này. Vì thế quý vị đọc những sách giáo xưa, trong ấy vẫn dùng chữ ma, trong chiếc ma. Hãy nên biết hai chữ có ý nghĩa giống nhau. Nó chướng ngại phát thân huệ mạng, phá hoại đạo pháp của chúng ta, phá hoại đạo đã học, pháp đã tu, công đức bổn thiện mà chúng ta đã tu. Thiện bổn là gì? Thiện bổn là thập thiện. Tất cả thể thiện pháp đều xuất sanh từ thập thiện. Thập thiện giống như cội rễ nên gọi là thiện căn. Thiện bổn và thiện căn có cùng một ý nghĩa. Nó phá hoại thiện căn và công đức của quý vị. Công đức là định huệ, công đức là định huệ. Những thứ ấy gọi là ma. Phạm vi ý nghĩa của chữ ma vô cùng rộng rãng. Kiến chỉ điều gì? Tiếp theo đó sắc giết, chỉ tư lự. Vì vậy chữ kiến này hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Hiểu theo nghĩa hẹp thì kiến là chúng ta mắt thấy tai nghe. Dùng một chữ kiến theo nghĩa rộng để đại diện toàn bộ. Sáu căn khởi tác dụng đều dùng một chữ kiến. Người Trung Quốc chuộng đơn giản, Trung Quốc人喜欢简单的，chẳng ưa phiền phức, 不喜欢麻烦的。Nên trong chữ kiến bao gồm cả tư lự, tức là tư tưởng, truy cầu,
Sự tìm tòi nghĩa lý, nghiên cứu, quyết định và sự quyết định của chúng ta, những điều này đều có thể dùng chữ kiến để tượng trưng. Kiến có ý nghĩa rất rộng, bao gồm tà chánh, có chánh kiến, tà kiến. Chánh kiến đang gọi là Phật Bồ Tát. Tà kiến là ma kiến. Dùng cách nói trong sách chú giải ở đây, chánh kiến là thành tựu huệ mạng, đạo pháp công đức, thiện bổn của chúng ta. Đó là chánh kiến. Chánh kiến, nếu nói tới ma kiến thì ma kiến là tà kiến, nó phá hoại huệ mạng đạo pháp công đức thiện bổn của chúng ta, đó chính là ma. Chỉ quán, quyển thứ năm trong bộ Ma Ha Chỉ Quán của tầng Thiên Thai có một đoạn văn như sau: nhất thiết phàm phu, dị giai thánh đạo, giới nhị khởi chi, tất giai thị chiên. Chúng ta đọc câu tiếp đó: hữu đại thừa nghĩa chương đệ ngũ quyển thuyết, thôi cầu thúc chi di kiến. Do vậy nó bao gồm tư lự quyết định, bao gồm những ý nghĩa ấy. Thử thượng thị quảng nghĩa, phàm phu hữu tư lự, kế giảng phân biệt thôi cầu, kế giảo là chấp trước, tư lự là vọng tưởng. Này chúng ta gọi thôi cầu là nghiên cứu thuộc loại ấy. Đẳng đẳng được gọi là kiến, tất danh di kiến. Hữu chỉ quán thập di, phá quyết đề giải, danh chi di kiến. Trên miệng là quảng ý. Ý nghĩa này khá hẹp. Trong phần trên là nghĩa rộng, ở đây là nghĩa hẹp. Duy chỉ cụ định tánh chi đi giải. Cũng có thể nói theo kiểu người Trung Quốc là thành kiến. Người nào đó có thành kiến rất sâu, chấp trước kiến giải của chính mình là chính xác. Như phàm nhân hiện thời chấp trước tôn giáo là mê tín, tôn giáo là mê tín. Tôn giáo có phải là mê tín? Tôn giáo là mê tín. Kẻ ấy nói chính hắn có nghiên cứu. Tôn giáo xác thực là mê tín. Nhưng cũng có những người bảo tôn giáo tuyệt đối không phải mê tín. Tôn giáo là trí huệ. Quý vị thấy đó, chấp trước hai loại người ấy chắc chắn khác nhau. Vì sao? Trong ấy có tà và chánh. Có người quyết định là chánh xác, có người quyết định là chẳng chánh xác. Chẳng chánh xác mà ngỡ là chánh xác, đó gọi là thành kiến. Đức Phật dạy chúng ta phải nên buông xuống. Quý vị thấy ở đây nói kiến hữu tà chánh, có tà kiến, có chánh kiến, có hữu kiến, có vô kiến, có đoạn kiến, có thường kiến. Những thứ này đều gọi là tà kiến. Ý nghĩa này sâu lắm.
Chỉ cần quý vị có kiến giải thì đều gọi là tà kiến. Vì sao? Trong tâm tự tánh thanh tịnh chẳng có kiến, chẳng có tà, chẳng có xế trinh. Mà cũng chẳng có hữu dụng, mà cũng chẳng có đoạn thường. Trong tự tánh thanh tịnh tâm, kiến gì cũng không có. Đấy mới là chánh trì chánh kiến. Tâm chư Phật Như Lai vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ cần có niệm khởi lên sẽ chẳng hết. Chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, ý nghĩa này rất sâu, nhưng là thật chẳng giả. Ma kiến vọng giả, tà kiến sâm si giao lạc, linh nhân nan ư thoát ly, thí như la vọng. Do vậy kinh Phật thường dùng chữ tà kiến vọng. Ma kiến vọng chính là lưới tà kiến. Kinh Hoa Nghiêm giảng, ngã mạn khai quan, kiến vọng tăng trưởng. Thành kiến từ đâu sanh ra? Trong năm thứ ngũ trong kiến hoa里面, kiến hoặc kiến thủ kiến và giới thủ kiến đều là thành kiến như người Trung Quốc đã nói. Giới thủ kiến là nói theo nhân, kiến thủ kiến là nói theo quả, đều là chấp trì kiên cố của chế độ, cho chính mình là đúng, người khác là trái. Cội nguồn ở chỗ nào? Cội nguồn ở chỗ nào? Tâm sân khỏe được bao gồm trong ấy, kiêu căng ngã mạn, cuồng vọng tự đại, ngược lại phản qua lại là cung kính hư tâm hư xin, thì sẽ chẳng có những khuyết điểm gì. Hễ tự cho mình là đúng, chắc chắn đọa trong lưới tà kiến. Chẳng sanh trí huệ sẽ sanh phiền não. Như trong phần kế tiếp, Trí Độ Luận quyển thứ 11 có nói, thị nhân tà kiến vọng, phiền não phá chánh trí. Lưới ma kiến là lưới tà kiến, trí huệ chẳng còn nữa. Trí huệ biến thành, biến thành phiền não. Thật ra chánh trí là bát nhã, đức năng và ứng hảo, trọn chẳng bị mất đi, chỉ là biến chất. Vì trong tâm quý vị có tam động, tham sân si là tam động. Có lúc Đức Phật giảng năm điều gọi là ngũ độc, tức là tham sân si, kể thêm ngạo mạn và nghi hoặc, nên gọi là tham sân si mạn nghi ngũ độc.
ngũ độc tấn công cái tâm. Ủ tu công sinh. Quý vị có thể nào chẳng mê hoặc ư? Chánh trí của quý vị chẳng thấy đâu nữa. Phiền não dấy lên. Phản nó trở lại. Đức Phật dạy con người cho rằng tu hành siêu hiền là tu gì vậy? Siêu tu từ nơi đâu? Nơi siêu à? Hãy bắt tay tu từ chỗ này. Địa phương này. Buông tam độc, ngũ độc xuống. Phóng xa. Có thể buông xuống hay không? Có thể chứ. Vì sao? Chúng ta chẳng phải là thật. Trong chân tánh không có những thứ ấy. Trong chân tánh có giới, định, trí huệ. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc bảo trong chân tánh có ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát tự. Tự tánh vốn sẵn có những thứ ấy. Dùng một chữ để đại diện những thứ ấy. Tức là dùng một chữ để đại diện ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Chữ đó là thiện. Bổn tánh vốn thiện. Thiện là gì? Ngũ luân là thiện. Ngũ thường là thiện. Tứ duy là thiện. Bát đức là thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trong chữ thiện ấy là bốn hoa một lần. Ngũ luân là nói tới quan hệ. Quan hệ giữa người và người. Quan hệ giữa con người và hoàn cảnh tự nhiên. Quan hệ giữa con người và núi sông đại địa. Hiện thời nói đến quan hệ giữa con người và địa cầu. Quan hệ giữa con người và vũ trụ. Nói tới các mối quan hệ bạn gọi là luân lý. Phật pháp giảng luân lý hoàn mỹ. Thánh nhân Trung Quốc cũng rất lỗi lạc. Nghiêm Nghiêm cũng nói thiên địa giữ ngã động căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Điều ấy chẳng khác những gì được nói trong sách Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Phật pháp giảng rõ ràng minh bạch. Còn trong sách vở của cổ Trung Quốc chỉ có mấy câu lơ tả phước hoa mà thôi. Chúng ta chớ nên không biết. Kinh thường nói chuyện này. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thông hiểu rốt ráo. Khi nào quý vị buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, đã thành Phật. Bạn thấu hiểu triệt để chân tướng sự thật. Thấu hiểu triệt để rốt ráo. Đúng là do một tự tánh biến hiện. Trong kinh Đại Thừa thường nói, ngoài pháp có tướng, pháp là pháp tướng. Pháp tướng toàn là do tâm hiện. Nên ngoài pháp chẳng có tâm, ngoài tâm chẳng có pháp. Tất cả hết thảy các pháp đều sanh từ tâm tưởng. Rời khỏi tâm tưởng sẽ chẳng có một pháp nào để đạt được. Pháp tánh và pháp tướng là một không hai. Có quan hệ là cùng một loại.
Sau khi đã hiểu rõ mối quan hệ ấy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xử lý mối quan hệ ấy sao cho tốt đẹp. Đó là đức. Người Hoa nói tới ngũ thường. Phụ tử hữu thân. Phu phụ hữu biệt. Phu phụ hữu biệt. Quân thần hữu nghĩa. Quân thần hữu ý. Trưởng ấu hữu tình. Trưởng ấu hữu sư. Bằng hữu hữu tiền. Đây là nói tới luân lý. Phát triển. Phát triển đến cuối cùng, đến cuối cùng, trong bốn biển đều là anh em. Chia huynh đệ. Sự phát triển này nói rõ điều gì? Phát triển nói rõ gì? Nói rõ nói rõ toàn thể nhân loại là người một nhà. Trong tôn giáo của ngoại quốc có nói, có người do đâu mà có? Nhân từ đâu mà có? Thủy tổ nguyên thủy của nhân loại là do Chúa tạo ra. Thần tạo ra. Á Đương và Hạ Oa là tổ tiên của nhân loại. Theo họ, toàn bộ nhân loại trên thế giới đều là hậu duệ của Á Đương và Hạ Oa, đều là con cháu của họ, là người một nhà. Nói rất hay. Á Đương và Hạ Oa do đâu mà có? Thần tạo. Do Chúa tạo. Vì vậy Chúa mới là cội nguồn thật sự của nhân loại, do Ngài tạo ra. Đây là cách nói trong tôn giáo. Nói theo Phật pháp, tự tánh là vốn có, chẳng phải do bất cứ kẻ nào sáng tạo, mà là vốn sẵn có, bổn tánh vốn sẵn có. Bổn tánh vốn lành, vốn là sẵn có. Vũ trụ, sách mạng, dạng vật hình thành như thế nào? Kinh Phật dạy, một niệm bất giác bèn có vô minh. Vô minh là ba tế tướng của A-lại gia. A-lại gia sinh ra hết thảy dạng vật. A lại gia là gì? A lại gia là gì? A lại gia là vọng tâm. Trong kinh luận của Pháp Tướng Duyên Thức, Đức Phật bảo A lại gia nửa chân nửa vọng. Thể của nó là chân, là chân thành. Nửa kia là vọng. Vọng là cái tâm vọng. Vọng tức là nó vọng động. Động, nhất niệm bất giác nó bèn động, động rồi bèn dấy lên một niệm. Niệm ấy do lý do gì mà khởi? Chẳng có lý do. Khi nào khởi? Chẳng có khi nào. Khởi ở đâu? Chẳng có lợi dụng. Nó vừa động, vọng tâm bèn hiện tiền. Chân tâm có thể hiện, có thể sanh. Vọng tâm có thể biến. Biến thành y báo và cảnh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là do vọng tâm. Hiện thời các nhà khoa học gọi vọng tâm là ý niệm. Trong tâm chúng ta khởi niệm, niệm ấy có thể biến. Y báo và cảnh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là cái được biến. Kinh Phật giảng nguyên khởi của vũ trụ là như thế. Chúng ta đọc nhiều, học tập nhiều, sau đây sẽ thông suốt được những điều được nói ở đây. Cách nói này rất hợp lý. Họ nói là Chúa tạo. Trong Phật pháp, Chúa là Ai? Chúa chính là A Lại Gia.
Vì thế A-la-gia còn gọi là thần thức. Đó là danh xưng trong kinh Phật. Nó tạo ra dạng vật. Vì vậy nói dạng vật do Chúa tạo, người học Phật chúng ta thừa nhận. Vì Chúa tạo tức là thần thức tạo, năng lượng của thần thức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải phản vọng quy chân. Thánh nhân Trung Quốc nói hay lắm. Khắc niệm tác thánh. Niệm là vọng niệm. Khắc niệm tác thánh nghĩa là quý vị có thể khắc phục vọng niệm, bèn là thánh nhân. Phàm phu bị vọng niệm chuyển, khổ chẳng thể nói nổi. Thánh nhân có thể khắc phục vọng niệm. Vọng niệm chẳng còn, chánh niệm hiện tiền, đó là thánh nhân. Vọng niệm là phiền não, chánh niệm là trí huệ. Danh từ trong nhà Phật gọi chánh niệm là Bồ Đề. Chuyển vọng thành chân chính là học Phật. Phương pháp cụ thể để khắc phục. Chính là buông dục vọng xuống. Dục vọng chẳng thật. Trong Phật Pháp thường nói tới ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Người trong thế gian ưa thích năm tuổi ấy. Tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng trong kinh Phật nói năm tuổi ấy là gì? Là năm cội lệ của địa ngục. Trong đời người chẳng thể thiếu thứ năm thứ ấy. Quý vị chẳng có cách nào lìa khỏi chúng. Đức Phật dạy chúng ta đối với năm truyền ấy, vừa phải bèn thôi. Vừa phải bèn thôi là gì? Trong cuộc sống hàng ngày sử dụng nó, đừng khởi tâm tham, đừng sanh sân quậy. Nếu ưa thích nó, hãy đừng tham luyến. Nếu chán ghét nó, đừng tham luyến. Đó gọi là vừa phải bèn thôi. Hiểu rõ nó, chẳng mê hoặc tí nào. Đó là chẳng si. Thái độ của chính mình là bất luận trong cuộc sống, đãi người, tiếp vật, đều phải khiêm hơn. Phải cung kính con người lẫn sự công dân, chẳng ngạo mạn. Tin sâu xa, chẳng nghi ngờ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Quý vị thấy, tham sân si mạng nghi chẳng còn nữa. Như vậy là quý vị sống cuộc đời bình thường, đúng mực, sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Thuở trước, giáo sư Phương Đông Mỹ dạy tôi Phật giáo, bảo tôi học Phật là hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Hưởng thụ cao nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng có tham sân si mạn nghi. Đó chính là hưởng thụ cao nhất. Nếu có thể khắc chế ngũ dục lục trần, cũng là nói vừa phải bèn thôi.
có một chút ít đang thỏa mãn, đó là hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Nếu tham lam chẳng chán, oán hận chẳng bỏ, cuộc sống của kẻ ấy rất bi ai, mà cũng rất đáng thương, khổ chẳng thể nói nổi. Sống đúng bổn phận, như Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn cho chúng ta thấy, mỗi ngày chỉ cần có thể ăn no, mặc đủ ấm, có chỗ để che mưa tránh gió, đủ rồi, biết đủ thường vui, chẳng cần phải tính toán mong cầu. Tính toán mong cầu sẽ khổ sở khôn kệ xiết, nhất định phải sống trong thế gian này sao cho thân tâm của chính mình chẳng bị áp lực. Người hiện thời nói là không có stress, thông dong thoải mái, cuộc sống ấy tốt đẹp hơn, cuộc sống ấy mỹ mãn. Chớ nên tự chuốc lấy khổ, mỗi ngày trong lòng lo âu toan tính, bận tâm khôn xiết, đó là tự chuốc khổ. Đã giác ngộ, hãy buông triệt để những thứ vàng muôn đầu mối ấy xuống, chẳng phải là không có chuyện gì ư? Buông xuống là thành Phật. Thành Phật bèn chẳng có chuyện gì nữa. Sau khi thành Phật, giáo hóa chúng sanh, vô trụ sanh sinh, tự tại lắm, giáo hóa chúng sanh. Quý vị thấy vô trụ sanh tâm có thể hiện vô lượng vô biên thân, chẳng chấp tướng, chẳng khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, có thể hiện hết thảy sự. Hiện tướng giáo học vì chúng sanh thị hiện các tướng, mà vẫn chẳng có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây mới là cao minh, cao minh đến tột bậc, cao minh đến chí chủ. Đây mới là pháp hỷ, đây mới là cực lạc. Vì thế đối với cực lạc, một niệm giác quý vị bèn chứng đắc cực lạc, một niệm mê sẽ khổ khôn kệ xiết. Phật Bồ Tát giáo hóa thầy chúng sanh chẳng có gì khác, không gì chẳng nhằm dạy họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa là buông xuống, bỏ đi, cội nguồn của khổ là tham, sân si mạn nghi. Quý vị dẹp trừ những thứ này, chúng nó chẳng phải là những thứ tốt đẹp. Tiếp đó, lão cư sĩ dùng một câu trong Trí Độ Luận để làm chứng. Hữu niệm đoạn ma vọng, vô niệm tắc đắc xuất. Ai không có ý niệm, có tà niệm bèn đọa lưới ma, lục đạo luân hồi là tà niệm. Có chánh niệm, thiện niệm, bèn sanh trong sanh niệm tam thiện đạo, ác niệm
trong tam ác đạo đều chẳng thoát khỏi luân hồi. Vì thế nói thiện niệm hay ác niệm đều là tà niệm. Đều là niệm. Quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tốt đẹp hơn một bậc là quý vị có tịnh niệm, có chánh niệm, vượt thoát luân hồi, sanh trong bốn thánh pháp giới. Phật Bồ Tát vẫn nói đó là tà niệm. Hễ có niệm bèn đọa trong lưới ma. Vì sao? Quý vị có niệm, quý vị có Phật niệm, có Bồ Tát niệm, có Bồ Tát niệm, vẫn đọa trong lưới ma. Lưới ma là gì? Bốn thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tức là Phật trong mười pháp giới. Lục đạo là lưới ma nhỏ, bốn thánh pháp giới là lưới ma lớn. Đã thoát khỏi lưới ma nhỏ nhưng chưa thoát khỏi lưới ma to. Làm cách nào đây? Vô niệm. Vô niệm bèn thoát khỏi. Tôi lại thật thà thưa cùng quý vị, quý vị vô niệm cũng chẳng thoát được. Vì sao? Vì quý vị có vô niệm, vẫn là có niệm, nên quý vị chẳng thoát ra được. Vô niệm là gì? Hữu niệm lẫn vô niệm hay đều không có, thì mới có thể thoát ra. Nếu có vô niệm là không được. Bởi lẽ đó, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm với Ngài Thân Phủ Nhận. Ta chẳng có giảng kinh. Quý vị nói ta giảng kinh thì chính là bán Phật. Vì sao? Chẳng chấp thuận quý vị có ý niệm Phật. Trong tâm tự tánh tịnh, niệm gì cũng đều chẳng có. Cứ sao quý vị giữ chặt ý niệm Phật ấy? Chuyện này khó thể hiểu rồi. Hữu niệm bèn đọa lạc, vô niệm vẫn đọa lạc. Nhưng chúng ta tu tịnh độ là chẳng sợ. Tịnh độ tông đã giải quyết vấn đề này. Tịnh độ tông chẳng cho phép quý vị có niệm nào cả, chỉ chấp nhận cho quý vị có ý niệm A-di-đà Phật. Cách này tuyệt diệu. A-di-đà Phật thì ta vẫn là hữu niệm, chẳng sai. Ý niệm A-di-đà Phật này vẫn đọa trong lưới, nhưng chẳng phải là lưới ma, mà là đọa trong lưới A-di-đà Phật, bị A-di-đà Phật chụp lấy đem đi. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ diệt trừ ý niệm A-di-đà Phật này. Quý vị bạn thành Phật. Cách này đúng là màu nhiệm tổ mật. Thật sự chẳng thể nghĩ bằng. Quá hay. Hiện thời chúng ta nói là hữu niệm lẫn vô niệm chắc chắn đoạn chẳng được. Quý vị nói ta đoạn hết hữu niệm bèn biến thành vô niệm. Vô niệm chẳng có bèn biến thành hữu niệm, luôn rơi vào nhị biên. Chẳng có cách nào sanh tồn trong nhị biên, mà sanh tồn trong ấy thì cũng trở thành. Quý vị thấy cổ nhân nói nhị biên chẳng là, trung đạo cũng chẳng còn, trung gian cũng không còn, trung đạo chẳng tồn tại. Trung đạo bất thành. Đây mới là thật sự vô niệm. Vô niệm bèn hồi quy tự tánh. Trong tự tánh chẳng có niệm. Chân tâm ly niệm, niệm chẳng còn nữa. Chân tâm bèn hiện tiền. Đó cũng chính là như trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Làm sao quý vị có thể hữu niệm? Chúng ta không có bản lĩnh ấy. Tu pháp môn ấy là người thượng thượng căn. Chúng ta là kẻ nghiệp chướng sâu nặng, chẳng có cách nào học tập. Chỉ có tu pháp môn niệm Phật là ổn thỏa thích đáng, quyết định có thể xuất ly trong một đời.
Vì thế pháp môn niệm Phật được gọi là vô niệm thì chẳng quá hết niệm, mà cũng nói là hữu niệm vì có một niệm A-di-đà này. Quý vị thấy, đối với A-di-đà Phật, bèn bảo chấp trì danh hiệu. Nhà Phật nói phá chấp trì. Ở chỗ này dạy quý vị chấp trì, tức là quý vị phải chấp trì danh hiệu, phải giữ gìn đừng để bỏ. Niệm đâu nghĩ tại đó, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra cái gì cũng chẳng có. Chúng ta có thể hành phương pháp này. Mỗi người đều có thể làm được. Xác thực là Tịnh Tông bảo đảm hết thảy chúng sanh. Thoát khỏi lục đạo và mười pháp giới trong một đời. Toàn bộ đều được vượt thôi. Sau đó, cụ niệm tổ tổng kết và một câu tổng kết. Khả biến, khởi tâm đồng niệm, giai đoạn mạng dòng. Duy hữu tình niệm tương kế, vô niệm nhi niệm, phương đắc xuất ly giả. Phương đắc xuất ly giả. Một câu A-di-đà Phật, ma giới không có, lục đạo không có, mười pháp giới cũng không có, chỉ có trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là có. Tịnh niệm tương kế, vô niệm nhi niệm, chẳng có hết thảy vọng niệm. Hết thảy các niệm đều là vọng niệm. Chỉ niệm A-di-đà Phật. Vô niệm là không có những niệm khác. Toàn bộ những niệm khác đều buông xuống. Nhưng niệm là hữu niệm. Chuyên niệm A-di-đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta biết gồm 8 chữ. Quý vị đọc phẩm Tam Bối Giảng Sanh sẽ biết. Đức Phật dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. 8 chữ ấy nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu không phải là Bồ Đề Tâm, dầu một bề chuyên niệm vẫn chẳng thể giảng sanh. Bồ Đề Tâm là gì? Trong kinh luận đã giảng giảng, chẳng dễ hiểu. Hơn 20 năm trước, tối thiểu là 25 năm trước, khi giảng kinh Di Đà vào niệm, tôi đã dùng 5 chữ trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ để giảng Bồ Đề Tâm. Thêm vào trước đó hai chữ chân thành, thêm vào sau đó hai chữ từ bi. Giảng như vậy dễ dàng, mọi người đều dễ hiểu. Bồ Đề Tâm là gì? Tâm chân thành là bản thể của Bồ Đề Tâm. Chân thành tâm, chân là chân giả, thành là giảng dối, chẳng phải là hư ngụy. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu sống bằng tâm chân thành, quý vị sẽ sống rất tự tại. Người khác dùng tâm hư ngụy,
để đối đãi với ta. Dùng虚伪的心对我, ta dùng tâm chân thành đối đãi hắn. Chân thành đối ta. Dụng tâm khác nhau. Dùng tâm bất nhất. Tâm hư ngụy đối xử cả. 虚伪的心对人. Tạo thành nghiệp bất thiện. 造不善业. Quả báo trong tương lai. 他将来果报. Là trong tam ác đạo. 在三恶道. Ta dùng tâm chân thành đối xử với chân thành心对他. Trong tương lai, ta giảng sanh tây phương cực lạc thế giới. 我将来往生西方极乐世界。A Di Đà Phật hoan nghênh ta. 阿弥陀佛欢迎我。Khác hẳn. 不一样啊。Tâm chân thành là tự chân thành, tự sử dụng. Tâm chân thành, 也就是cũng là đối xử với chính mình. Chân thành là 怎样对待自己. Đây là năm chữ trong tựa đề kinh. 就是我们经题上的五个字. Thanh tịnh, chân đẳng giác, bình đẳng. Tôi thêm một chữ chánh vào thành chánh giác. Đó là đối với chính mình. Tâm chân thành đối với chính mình là thanh tịnh, chính là thanh tịnh. Thanh tịnh là chẳng nhiễm ô. Thanh tịnh thứ gì là nhiễm ô? Thứ gì là nhiễm ô? Tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là nhiễm ô. Tiếng tâm lợi dưỡng là nhiễm ô. Ngũ dục lục trần là nhiễm ô. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Nhiễm ô thấy đều phải bỏ đi. Thông thông phải bắt chui đi. Cho nên tiếp cận nói. Tâm quý vị bạn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Từ tâm thanh tịnh tiến cao hơn thành tâm bình đẳng. Sinh chính là bình đẳng sinh. Bình đẳng cao hơn thanh tịnh. Bình đẳng bị chân chân cao à. Trong tâm bình đẳng chẳng phân biệt. Bình đẳng bình đẳng bình đẳng. Chẳng có ngạo mạn. Ô mạn, mấy có lắm. Chẳng có ganh ghét. Chí đu, mấy có lắm. Ngạo mạn và ganh ghét đều là tâm bất bình. Ô mạn, chí đu, tâm bất bình. Chẳng còn ngạo mạn và ganh ghét nữa. Tâm đã bình đẳng. Tâm bình đẳng là mẫu chốt để đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ là quan trọng. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là chánh giác, là chân chủ. Một đệ tử Phật môn làm học trò Đức Phật thường dùng điều này để đối đãi với chính mình. Quý vị thấy bản thân quý vị vui sướng lắm. Pháp hỷ sung mãn, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, thường sanh hoan hỷ sinh à. Dùng tâm gì để đối đãi? Dùng tâm gì đối với người khác? Đối với chính mình là thanh tịnh bình đẳng. Đối với chính mình là thanh tịnh bình đẳng. Đối với kẻ khác là đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Nói cách khác, dùng tâm yêu thương chân thành. Chân thành cái ái. Tâm yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Bình đẳng cái ái. Tâm yêu thương giác. Chưa ai bất mỹ cái ái. Để đãi người. Đãi nhân chịu. Đó là phát bồ đề tâm. Đó là phát bồ đề tâm. Nếu quý vị hỏi tôi phải làm sao mới có thể thực hiện được, tôi bảo quý vị, hãy học tập đệ tử quy, học tập cảm ứng thiện, học tập thập thiện nhân đạo, thực hiện ba thứ ấy 100%, quý vị bạn làm được. Tâm bồ đề của quý vị thực sự phát ra. Sau đó một mực chuyên niệm, một phương hướng, nhất tâm nhất ý chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên cầu Tây phương tịnh độ. Trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Trong đời này quý vị quyết định sanh về thế giới cực lạc.
quyết định thân cận A-di-đà Phật. Công đức của cái vị viên mãn. Tham sân si tam độc. Kể thêm ngạo mạn và hoài nghi sẽ là ngũ độc. Phải buông xuống. Nếu không buông xuống được, phiền phức của quý vị sẽ to lớn. Trong có ngũ độc là mầm bệnh. Năm thứ mầm bệnh nghiêm trọng. Bên ngoài có cảm nhiễm. Lẽ đâu quý vị chẳng bị bệnh. Bên trong trừ khử tam độc hoặc ngũ độc, quý vị gặp phải những bệnh tật bên ngoài bèn chẳng bị cảm nhiễm. Nói theo y học hiện thời là quý vị có sức miễn dịch rất cao, rất mạnh. Bệnh truyền nhiễm gì quý vị cũng chẳng bị lây. Tánh của Bồ Đề Tâm là tốt lành. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Giải chư triền phường. Triền là quấn quanh. Phược là trói chặt. Giống như đem dây thừng buộc quanh, trói chặt quý vị. Quý vị chẳng thể cửa quậy được. Đây là hình dung từ. Y cảnh hưng sư y. Cảnh hưng là một vị pháp sư Nhật Bản. Ngài nói triền phược chính là bát triền tam phược. Như trong kinh Phật đã dạy, chúng ta coi xem chính mình có tám thứ ấy hay không. Tám sợi dây thừng trói chặt quý vị. Quý vị chẳng cửa quậy được. Ở đây cụ niệm tổ có ghi một chú thích nhỏ. Dư chư gia đa dị thập triền tứ phược. Cụ dùng thuyết tám triền ba phược của pháp sư cảnh hưng. Mười triền bốn phược có thể tra trong Phật học từ điển. Điều thứ nhất trong tám triền là vô tàm. Chúng ta có tàm hay không? Hai chữ tàm và quy là thiện tâm sản. Vô tàm và vô quy là phiền não. Tàm là gì? Người Hoa thường nói người ấy có lương tâm, làm chuyện sai quy, lương tâm cắn rứt, trong tâm cảm thấy rất khó chịu. Đó là có tàm. Kẻ vô tàm thì sao? Làm đủ mọi chuyện xấu, chẳng cảm thấy đã làm chuyện sai quy. Người bình thường chúng ta thường nói kẻ ấy vô lương tâm, kẻ ấy thiếu lương tri.
nên gọi là vô tạm. Quý là gì? Quý là sợ người khác chỉ trích. Chúng ta làm chuyện ác, người khác bê bình, chúng ta cảm thấy rất kinh sợ. Vì sợ đại chúng trong xã hội phê bình nên chẳng dám làm chuyện xấu. Đó là quý tâm sợ, tức là sợ bị dư luận chê trách. Nếu chúng ta làm chuyện xấu, chẳng sợ người khác dị nghị, chẳng mang kẻ khác phê bình, đó là vô quý. Quý vị thấy kẻ làm chuyện ác, chẳng bị lương tâm cảm thấy, mà cũng chẳng sợ kẻ khác phê bình, thì kẻ ấy chuyện xấu gì cũng dám làm. Đặt hai điều này vào vị trí thứ nhất và thứ hai. Quá tàm và quý sẽ chẳng dám làm chuyện xấu. Nếu hiểu nhân quả, ta vừa giấy ác niệm, thiên địa quỷ thần sẽ phê phán ta. Ngay cả ý niệm bất thiện, kẻ ấy cũng chẳng dám giấy lên. Quý vị thấy hai tâm sở này đã sanh ra sức mạnh lớn lắm. Thứ ba là tật đố. Chúng ta phải lắng lòng suy nghĩ. Chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Thấy kẻ khác không đẹp, chúng ta có cảm xúc gì? Nếu cảm thấy người ấy vượt trội ta, ta trao gồ, tâm ta bực bội, ta cũng muốn trội hơn kẻ ấy. Hoặc là càng làm quá lố hơn một chút, là bôi lọ những ưu điểm của kẻ ấy, phá hoại chuyện tốt của kẻ ấy. Những điều này đều phát xuất từ thói gan ghét. Chướng ngại chuyện tốt của người khác, chúng ta có ý niệm ấy hay không? Dẫu phiền não của chúng ta nhẹ hơn một chút, nhưng trong tâm chẳng thoải mái, chẳng làm chuyện phá hoại người khác, nhưng vẫn là có tâm ganh ghét. Bồ Tát chẳng có, Bồ Tát thấy điều tốt đẹp của người khác, tâm sanh hoan hỷ. Tu gì? Tu tùy hỷ công đức. Người khác làm chuyện tốt, ta làm tốt sự, ta bèn tận tâm tận lực giúp kẻ ấy, khiến cho chuyện tốt của người ấy càng được làm tốt đẹp hơn. Đó là Bồ Tát. Tuyệt đối chẳng chướng ngại kẻ khác. Chướng ngại kẻ khác, chướng ngại kẻ khác, chỉ là vô ý, đều là đọa tam đồ, đều là đọa tam đồ. Quý vị tùy hỷ công đức, người ấy có công đức to nhiều, người tùy hỷ đạt được công đức to như người ấy. Chẳng có năng lực tùy hỷ bằng cách đóng góp công sức, hoan hỷ tán thán, bèn hoan hỷ tán thán đến khắp nơi tuyên dương kẻ ấy, thì cũng là tùy hỷ, công đức cũng giống hệt. Khi không có sức giúp đỡ quý vị, tôi dùng ngôn ngữ, dùng văn tự, dùng văn tự để tuyên dương công đức của quý vị, đó cũng là tùy hỷ. Quý vị thấy đó là phước hay là họa, đều thuộc trong một niệm.
Chỉ có kẻ mê hoặc mới gặp được chướng ngại. Người thông minh có trí huệ chẳng làm chuyện ngu xuẩn ấy. Gặp người khác là chuyện tốt, đó là cơ hội của chính mình đã đến. Chúng ta có cơ hội để chính mình tích lũy công đức. Người ấy cầm đầu, đứng đầu, chúng ta theo sau giúp đỡ người ấy, thành tựu như nhau, chẳng tăng chẳng giảm. Trong mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, có nguyện tùy hỷ công đức là nguyện thứ năm, tiếp ngay theo nguyện. Sáng trừ nghiệp duyên là tùy hỷ công đức. Phải học hiểu điều này. Thứ tư là sang. Sang là tham, thường gộp chung. Tham là tham cầu. Sang là gì? Chính mình có, nhưng chẳng bỏ ra được để giúp đỡ người khác. Tâm lượng rất nhỏ, chỉ cầu tự lợi, chẳng biết lợi ta. Như vậy thì có thể giữ gìn sự phú quý của chính mình không? Thưa cục chư vị, chẳng thể. Quyết định chẳng giữ được, mà còn khiến cho sự phú quý của chính mình bị hao tổn trên một mức độ to lớn. Phú quý do đâu mà có? Phú quý do tâm lượng rộng rãi mà có. Cổ ngạn ngữ Trung Quốc đã nói rằng lượng to phước lớn, lượng nhỏ nhẹ phước chẳng lớn. Chẳng thể nào có đại phước báo. Lượng to lớn, chịu thí xả, thấy người khác gặp khó khăn, tự mình toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đó là đại phước báo. Giúp người khác nhưng chính mình còn giấu nghèo, đó chính là sang tham. Bị tổn phước chẳng phải là tu phước, nhất định phải giống như Bồ Tát, toàn tâm toàn lực thực hiện. Phước báo lớn là Đức Phật dạy, tài phú do đâu mà có? Từ tài bổ thí mà có. Thông minh và trí huệ do đâu mà có? Từ pháp bổ thí mà có. Khỏe mạnh sống lâu do đâu mà có? Do vô ý bổ thí mà có. Thật sự làm, dốc hết tánh mạng thực hiện, càng làm càng thù hận. Có người nói tôi tuổi tác đã cao ngần ấy nhưng còn giảng kinh. Làm chuyện giảng kinh này, ba thứ bố thí toàn bộ. Thân thể, tinh thần, thể lực là nội tài bố thí. Được của cải. Tu hành, giáo học là pháp bố thí. Tăng trưởng thông minh trí huệ. Người nghe kinh nhiều rõ, thông suốt, y giáo phụng hành, y giáo phụng hiến, bèn lìa khổ được vui. Đó là ta đã vô ý bố thí. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Chẳng giảng kinh thì thỏa mãn bèn hết, chẳng khởi tác dụng. Càng giảng càng có tinh thần, càng giảng tuổi thọ càng dài. Đạo lý là như vậy. Chúng tôi có đạo lý.
Quý vị đồng ý xả, thỏa mãn bèn chặn. Chẳng chịu xả, thỏa mãn ngắn ngủi. Chuyện là như vậy đó. Hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Rồi thì tu học và giảng kinh sung sướng hơn bất cứ gì. Khỏe mạnh trường thọ, vĩnh viễn chẳng bị già suy, luôn vừa phải. Thật sự suy lão là chẳng thể cử động. Nếu quý vị nghĩ, hãy keo kiệt một chút, ta đã lớn tuổi, hãy giảng ít đi một chút để thân thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Càng nghỉ ngơi càng già khỏe, càng nghỉ ngơi càng đổ bệnh ra. Đạo lý là như vậy đó. Ngày nào chẳng giảng, chẳng giảng đang giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Cũng chẳng thể chịu khổ sở vì tuổi già đến một ngày nào. Già rất khổ, chẳng phải chịu cái tội này. Hãy không giảng bèn đi ngay sang thế giới Cực Lạc. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, nêu gương cho chúng ta. Thứ năm là ác tác. Phạm vi ở đây vô cùng rộng rãi. Tất cả hết thảy hành vi bất thiện đều được bao gồm trong điều này. Trong cuộc sống công việc, đãi người tiếp vật, hệ trái phạm những gì đã nói trong Đệ Tử Quy, trái nghịch những gì cảm thiện và thập thiện nghiệp đạo đã nói thì đều gọi là ác tác. Do trái nghịch ra sinh. Thứ sáu là tùy mê. Chẳng thể nào không ngủ, nhưng chớ nên tham ngủ. Thông thường ngủ nghỉ, ngủ rất ngon, thì chừng 6 giờ là đủ rồi. Khi tỉnh giấc, phải làm việc. Công việc của người học Phật là khi tỉnh giấc, bèn rửa ráy, thay quần áo sạch sẽ, tụng kinh, sùng kinh, niệm Phật, niệm Phật, lạy Phật, bái Phật, hoặc là đọc kinh, hoặc là đọc kinh. Từ tuổi trung niên trở lên, lạy Phật là trọng yếu, lạy Phật là vận động. Làm chuyện vận động này chẳng lãng phí thời gian. Tương ứng với niệm Phật, kinh hạnh cũng là một loại vận động tốt, thích hợp cho người lớn tuổi. Kinh hạnh niệm Phật, ức Phật niệm Phật, hiển tiền tương lai tất định kiến Phật. Cho nên ngủ quá nhiều, ngủ quá nhiều là lãng phí thời gian quý báu của chính mình. Nhất định phải phấn chấn tinh thần. Thứ bảy là điệu cử. Này chúng ta gọi điệu cử là tánh khí bộp dục, tâm chẳng định được, tâm chẳng định được, vọng niệm quá nhiều. Đặc biệt là muốn tĩnh tặng, ta tĩnh tọa mấy phút, vừa tĩnh tọa vọng tưởng quá nhiều, trạng huống ấy được gọi là điệu cử. Trở ngại rất lớn cho sự tu học, tâm chẳng đạt tại đó.
học gì cũng đều khó khăn. Điều thứ tám, trái ngược với điều cần. Điều cử là tâm tình vô trượt, xáo động. Hôn trầm là ngủ gà ngủ gật, tinh thần ế hoài. Quý vị bảo người ấy niệm Phật, niệm được mấy phút đã ngủ mất. Trong Phật thất chúng ta thường thấy người hôn trầm có khi nhiễu Phật, chân dẫn bước nhiễu Phật mà đã ngủ gục, ngáy o o luôn. Chẳng phải là niệm Phật mà là ngáy khò khò. Tám thứ này là phiền não. Quấn trói quý vị, khiến cho công phu của quý vị chẳng đắc lực, khiến cho quý vị tu học chẳng thể thành tựu. Đó là bát triền. Tam phước là gì? Chính là tam độc phiền não. Tham sân si, tham chân chỉ. Trong có tham sân si, tham chân chỉ. Ngoài có tám hiện tượng thì người như vậy làm ác rất dễ dàng, hành thiện hết sức khó khăn, phi thường khó khăn. Chúng ta biết à, đâu chúng ta biết. Kẻ có bát triền tam phước trong tương lai sẽ đến nơi đâu? Chắc chắn là tam thủ. Đời sau chẳng có phần trong quả trời. Đừng mong về thế giới tương lai. Vì thế các đồng học niệm Phật chúng ta có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải thường xét coi chính mình có tám hiện tượng ấy hay không. Nếu có, phải thống thiết sửa lộ trình, phải nghiêm túc nỗ lực tinh tấn, đặc biệt là phải hóa giải tam độc và ngũ độc như chúng tôi đã nói. Tịnh ảnh sớ diệt, diệt khả nhất thiết chư phiền não kết, thông danh trì phật. Bồ Tát Phú Sa giảng nhân đoạn ly, lý giang giải minh chế, tức là hóa giải triền phật. Tịnh ảnh sớ là chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Trong ý cũng nói rất hay, phạm vi to lớn, giải chư triền phược, phạm vi của triền phược hết sức rộng lớn, nhất thiết chư phiền não kết. Kết cũng là tên gọi khác của phiền não. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy có tam dạng 4.000 phiền não. Quy nạp thành 108 phiền não. Kinh Phật thường nói điều này. Phiền não gồm 108 thứ. Nói thật ra, trong mỗi thứ đều là vô lượng vô biên. Không chỉ là tám dạng bốn ngàn, trong tứ hoàng thệ nguyện có nói phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đức Phật dạy đại chúng 108 vẫn là quá nhiều. Khi giáo học vẫn chẳng thuận tiện, nên lại quy nạp 108 thành 26 cho dễ nói. Thông thường,
đối với những người sư học đều nói là 26 phiền não gồm 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Trong tùy phiền não lại có trung tùy, trung tùy, đại tùy và tiểu tùy. Hai điều vô tạm và vô quý là trung tùy. Đại tùy 8 điều, tiểu tùy 10 điều, dễ giảng giải. Sáu căn bản tiền não là 5 điều, tham sân si mạn nghi. Thêm vào sau đó là ác kiến. Ác kiến là 5 thứ kiến hoặc. Quy nạp chúng lại bèn gọi là ác kiến. Nói cách khác, sáu căn bản tiền não thường được gọi là kiến từ phiền não. Kiến phiền não, kiến phiền não là ác kiến. Phiền não là ác kiến. Từ phiền não là tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi. Từ là tư tưởng. Quý vị nghĩ sai. Kiến là quý vị thấy sai. Cách nhìn và cách nghĩ của quý vị đối với hết thảy các pháp trong vũ trụ đã sai. Cho nên rắc rối mới nảy sinh. Đức Phật đã nêu ra những sai lầm ấy khiến cho chúng ta giác ngộ. Hiểu rõ bèn buông những sai lầm ấy xuống. Chánh tri, chánh kiến, hiện tiền. Chánh tri, chánh kiến là tri kiến của Phật. Chúng ta là phàm phu. Chính mình nhất định phải tự biết rõ mình. Thì mới có thể học thứ này, thứ nọ. Phải khiêm hư, chớ nên có mảy may cuồng vọng. Phải thận thà, phải nghe lời. Trong hoàn cảnh hiện tiền, chúng ta mong thành tựu trong một đời. Đầu tiên là phải dung bồi vững vàng ba căn cội. Nhất định phải biết điều này. Trong quá khứ, người thuộc một thế kỷ trước, bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, mỗi cá nhân đều dung bồi tốt đẹp ba căn cội ấy. Nên họ có thành tựu. Người tu hành hiện thời vì sao chẳng thành tựu? Chứ vị chỉ cần lắng lòng tìm tạo quan sát, trong tâm sẽ hiểu rõ. Chúng ta nói xem, người tu tịnh độ tại gia hay xuất gia, khi làm chung chúng ta tiễn họ đi giảng sinh, có mấy người đầu óc tỉnh táo, tinh thần sáng suốt, tinh thần rất tốt. Lúc ra đi, lên đường thời điểm, báo mọi người,告诉大家, tôi thấy Phật đến tiếp dẫn tôi theo Phật ra đi. Đó là thật sự giảng sinh, chẳng giả chút nào. Điểm không giả. Nếu khi mất mà hôn mê, như vậy là chẳng nhất định giảng sinh. Nhưng người đưa đi giảng sanh trợ niệm đông đảo, có thể giúp người ấy giảng tỏa ác đạo. Chúng ta có thể tin điều này, có thể khẳng định người ấy có thật sự vào thế giới cực lạc hay không? Chẳng chắc ăn. Nếu mắc phải chứng vô lượng của người già thì chẳng có cách nào. Trợ niệm vô hiệu, mắc chứng suy ngẫm của người già
mơ hồ điên đảo ra đi, nghiệp chướng sâu nặng. Lúc làm chung nghiệp chướng hiện tiền, chẳng thể giảng sanh. Người ra đi như vậy sẽ dẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ. Quý vị nói xem chuyện này có phiền phức hay không? Chúng ta là người thật tu, thật hành, phải chú trọng đề phòng chuyện này. Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc làm chứng? Dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức,积功累德. Phải thực hiện năm chữ nhân nghĩa lễ trí tín do cổ nhân Trung Quốc giảng dạy. Chẳng làm được năm chữ ấy, lúc quý vị ra đi sẽ bị thiếu ngại. Người thiếu nhân ái, thiếu từ bi, chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan. Bệnh tại gan. Bệnh ở gan. Tại gan bệnh gan. Nếu là kẻ bất nghĩa, thiếu đạo nghĩa, không có đạo ý, sẽ bị bệnh phổi. Bệnh tại phổi. Kẻ thiếu lễ, không có lễ, bị bệnh tim. Bệnh tại tâm. Kẻ thiếu trí, không có trí, bị bệnh thận. Bệnh tại vị. Kẻ thiếu chữ tín, không có tín hiệu. Bệnh tại tỳ vị. Bệnh tại thận trọng. Các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng. Có thể hành trọn nhân nghĩa lễ trí tín sẽ chẳng có bệnh. Nhân nghĩa lễ trí tín và ngũ giới trong Phật pháp hoàn toàn giống nhau. Nhân là chẳng sát sanh, nghĩa là chẳng trộm cắp, lễ là chẳng tà, trí là chẳng uống rượu, tín là chẳng nói dối, hoàn toàn tương ứng với năm giới. Quý vị đều có thể làm được. Quyết định chẳng vi phạm. Trong đời này quý vị chẳng mắc bệnh. Xuyên tu dẫn định huệ, dứt diệt tham sân si. Bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi làm chung chẳng hồ đồ. Như vậy thì chắc chắn sẽ giảng sanh. Giảng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, chẳng phải là điều gì khác. Do vậy lúc bình thời phải buông xuống. Khi làm chung quý vị mới chẳng có tham niệm, mới chẳng nghĩ cái này tưởng cái kia. Đặc biệt là danh sắc tài ăn uống ngủ nghỉ cũng đều bỏ. Khi làm chung sạch lòng, chẳng có ô nhiễm. Đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa, phải tận hết sức xa lìa. Càng xa càng hay. Vì sao? Đó là tiền phước. Trói buộc chúng ta, khiến cho chúng ta chẳng đi khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị nói có phiền phức lắm hay không? Bồ Tát dạy chúng ta đoạn sạch, dạy chúng ta rời khỏi, đó là giải. Tức là cởi gỡ những trói buộc. Thượng nhị cú biểu hội trung chư Bồ Tát, dĩ thông chư pháp tăng, đạt chúng sanh tướng, cụ căn bản trí cập sai biệt trí.
Thông chư pháp tánh, thông trụ pháp sinh là căn bản trí, là căn bản trí. Đạt chúng sanh tướng là sai biệt trí, là sai biệt trí. Tức là không gì chẳng biết. Vì thế ngài năng dị chúng sanh phá ma kiến vọng, linh ly tà nghiệp. Linh ly xế nghiệp, nghiệp là sự nghiệp, là tạo tác, là tạo tác. À, sự nghiệp bất thiện quyết định chẳng làm. Ở trong thế giới này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hết thảy sự nghiệp đều tạo lợi ích cho người khác, đều có chỗ tốt đẹp. Quý vị thực hiện bèn chẳng thiệt thòi. Cho nên không biết ngủ. Có người sống trên thế gian rất ngắn ngủi, rất đoạn chú. 100 năm. À, 100 năm. Đối với người trẻ tuổi mà nói thì dường như rất dài. Rất dài, rất dài. Nhưng với lứa tuổi tôi, sẽ thấy 100 năm như một cái khay ngón tay. Trôi qua rất nhanh. Có ý nghĩa gì đâu. Đến tuổi già mới thật sự hiểu mạng người khổ sở, ngắn ngủi. Chẳng sợ khổ. Là vì nguyên nhân nào? Thời gian khổ sở ngắn ngủi, chẳng dài. Ta phải quyết định chẳng tạo ác. Đáng giá lắm. Chỉ得了. Đời sau sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thời gian lâu dài, sanh sang Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đời xưa, thậm chí giảng sanh trong thiên địa của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vẫn chúc mừng quý vị. Quý vị được vô lượng thọ, xả lìa hết thảy khổ. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng có khổ, nên gọi là cực lạc. Quý vị thành Phật ở bên ấy, rất nhanh chóng, chứng đắc Phật quả rốt ráo. Sau khi thành Phật, quý vị giống như các vị đại Bồ Tát, có thể vì các hữu tình tháo gỡ các trói buộc, khiến họ lìa phiền não, giúp đỡ chúng sanh, hóa giải triền phu. Đó chính là giáo học. Quý vị giảng thấu triệt, minh bạch vạn pháp, tánh tướng lý sự nhân quả của vạn pháp trong vũ trụ, giảng minh bạch. Chúng sanh sau khi nghe xong, giác ngộ, hễ giác ngộ bèn quay đầu, xa lìa triền phu, và cũng vĩnh viễn lìa phiền não. Lìa khỏi phiền não, trí huệ hiện tiền. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Trí huệ tăng. Trí huệ hướng dẫn người thiện. Trí huệ dẫn đạo ta. Kẻ ấy chẳng làm ác. Chẳng đi vào mọi nơi. Bảo đảm chính mình dũng mãnh, tinh tấn trên con đường thành Phật, dũng mộng chân chính, giảng sanh bất hoại thành Phật ngay trong một đời. Hiện tại thời gian đã hết rồi.
Buổi học này chúng ta học tập tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.